Hello, xin chào cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh của Chơi ngày hôm nay. Thì hôm nay Chơi muốn giới thiệu đến các bạn một căn nhà 1.1 triệu đô la ở tại thành phố Katy, Texas đang hiện giờ đang có đăng lên bán ở khu Avalon ở Katy. Thì đó là căn nhà ngoài sân của Chơi. Thì mình mời tất cả mọi người cùng Chơi đi vô trong xem thử căn nhà 1.1 triệu ở thành phố Katy này như thế nào nhé. Let's go. Mọi người thì đây là căn nhà mà Chơi muốn giới thiệu đến mọi người là có giá nhà hiện giờ bán là 1.1 triệu tại thành phố Katy trong khu nhà Avalon. Thì đây là Nguyễn Lê. Quý vị nào mà muốn mua nhà có thể gọi trực tiếp cho Nguyễn. Thì Chơi có nói cái số điện thoại của Nguyễn bây giờ Chơi đọc tại đây luôn là 281-907-3999 nha các bạn nha mọi người nha. Dạ, xin chào bà con, Nguyễn Lê là môi giới địa ốc. Thì hôm nay Nguyễn gặp anh Chơi. Anh Jay ảnh là một người làm vì đam mê, ảnh biết rất là nhiều khu, ảnh biết còn nhiều hơn Nguyễn nữa. Cho nên là hôm nay được hai anh em đi chung với nhau. Thì hôm nay Nguyễn sẽ mời anh Jay review cái nhà này. Cái nhà này rất là to, rất là đẹp và Nguyễn muốn mời cái anh Jay review căn nhà này. Ok. Rồi mời anh Jay vô trong. Let's go. Dạ. Yeah. Ok, trước nhà thì Jay thấy căn nhà này rất là đồ sộ, nhìn rất là đẹp, rất là kiên cố nha mọi người nha. Thì đây là gara, bên đây là của Jay là hai xe gara. Và bên mé trong, ở phía trong thì có thêm một cái gara, coi như nhà này là ba xe gara. Ba xe gara, ok. Và cái cổng chính, trước cổng chính thì quý vị cũng thấy là có hai cây thông rất là đẹp nha. Mặt tiền là đá nè. Mặt tiền đá hoa cương nè, đá nè, stone nè. Stucco là giống stucco. Như xi măng vậy đó. Dạ, xi măng nó cho nên nó kết hợp rất là tốt. Đúng, rất là đẹp. Máng xối có sẵn luôn. Ở nhà loại xịn luôn. Đúng rồi, máng xối là tu ao luôn đó mọi người. Với lại anh Jay cho bà con xem cái xóm luôn. Và đây là cái khu vực Avalon tại thành phố Katy. Thì mọi người cũng thấy là nhà rất là đẹp, rất là sang, nhà nào cũng sang hết. Trong Hello. Trong khu này là nhà từ 1 triệu trở lên nhưng bà con, không có nhà nào dưới 1 triệu. Wow. Khi mà mình mua nhà mắc tiền thì họ ở chung một xóm. Đúng rồi. Cho nhà 200-300 thì chơi thấy cũng hay là tự vì nếu mà ở chung một xóm á, thì làm cái giá mình sẽ không có bị rớt. Đúng rồi. Đúng không? Còn có nhiều nhà mà quý vị mua những cái khu mà nhà 1 triệu nhưng mà lại nằm chung với những nhà mà khoảng từng cái giá nó thấp quá. Đúng rồi. Thì cái nhà mình sẽ bị drop cái và giờ mình mời các bạn quý vị cùng vô cổng trước. Thì trước khi vô cửa chính thì nó có lại qua một cái cửa sắt rất là đẹp. Rất là đẹp, rất là sang nha mọi người nha. Thì đi vô cửa sắt thì lúc mà mình vừa bước vô cửa sắt thì bên tay phải của Chơi đây là cái gara. Đúng rồi. Không? Đây gara. Và bên tay trái của mình đó là một cái guest house hả? Đúng rồi, guest house. Wow. Ví dụ như mình có khách, có khách tới hoặc là có in-law đi, mẹ gì mẹ bà mẹ vợ mẹ chồng đi thì họ có thể ở riêng ở đây, không có gì dính líu chung với lại mình trong kia. Wow, cái nhà này rất là hay. À, có luôn phòng tắm và toilet. Yeah. Và có walk-in closet luôn nha mọi người nha. Đúng rồi. Okay. Nó giống như một cái căn hộ nhỏ. Đúng rồi, coi như là thật hay á, căn này nộp quá. Hai cửa sổ nha, cửa wow. sổ cao. Yeah. Vẫn là có hai cửa sổ và mà mọi người cũng biết ở cái này là cái shutter này là cái upgrade rất là mắc tiền nha mọi người nha. Yeah. Thường thì mọi người thấy cái blind thôi nhưng mà cái này là cái shutter. Căn nhà này nhiêu anh nhắc lại nha. 1.1 Dạ, 1.40 1.40, no, dạ. Mới đầu là 1.18 đúng không? Bây giờ họ đang giảm 40.000 để bán cho nhanh trong cái đợt này. Dạ. Thì trước khi mình vô cửa chính thì quý vị sẽ bước ngang qua một cái courtyard nha mọi người nha. Wow. Cái courtyard này á, Chơi thấy rất là hay là thí dụ như cái mà quý vị nào mà có con nhỏ đó, không có muốn ra ngoài sân chơi thì quý vị có vẫn có một cái courtyard để chơi ở trong đây. Và được một điều là ở đây nó có một cái pond rất là đẹp. Dạ. Họ trồng sen và nuôi cá kiển trong này nữa. Wow. Đá luôn nha. Đá ở dưới đây cái cột do thì họ đã lót gạch luôn rồi ha. Yeah. Phải này gạch phải không hay là cái stone? Là cái này là đá, sorry, cái này là đá nha. Có hệ thống thoát nước. Có hệ thống thoát nước luôn cho nên không bao giờ sợ bị nước động ở đây. Bây giờ mình mời mọi người vô cửa chính thì cửa chính là double door nha. Đó Nguyễn mở cửa chính rồi, vô. Wow, cái nhà quá đẹp. Wow, trước khi mà mình bước qua cái cửa chính thì mọi người không biết có giống như chơi không, nhìn thấy luôn cái cảnh phía sau giường quá là khủng hoảng luôn, quá là đẹp luôn. Tức là
có hồ everything, thì một chút mình sẽ ra ngoài sau nha. Nhưng mà mới vừa vô bên vô cửa chính thì bên tay trái của chơi đó là phòng ăn, phòng dining room, nhìn rất là sang. Trần cao hôm chút nữa mình vô đó Nguyễn. Okay. Bây giờ đi từ ngoài vô trong, đi từ ngoài vô trong nha. Ok, thì bây giờ đi bên trong thì bên từ ngoài cửa chính vô thì bên tay phải thì mọi người sẽ gặp ngay một cái phòng làm việc, phòng office rất là sang trọng. Đây là bà xã của chơi. Hôm nay thì có người minh họa đi với chơi nữa. Đó. Thì đây là một cái gian phòng làm việc rất là sang trọng. Cái này chỉ cho giống như là CEO giám đốc ngồi ha. Còn đây là master. Master ở đây. Wow. Vừa bước vô cửa chính thì ngay bên tay phải của mọi người là đó là một cái gian phòng master, phòng ngủ chính. Và khi mà bước vô cái phòng ngủ chính của nhà một triệu nó có khác ha. Tại vì thường mà chơi giới thiệu những căn nhà đó vô cái phòng ngủ chính, cái trần nó đâu có cao như vậy. Cái phần này ít nhất phải là 14 feet. Và có luôn sitting area là có thể ngồi đọc sách, có nhìn thấy view ngoài sao. Wow, quá là đẹp luôn. Tại sao phải trả 1 triệu? Ai dây dây. Nhưng mà 1 triệu ở Texas mình mới được cái này nha. Còn Cali 1 triệu thì chơi nghĩ không được căn nhà như vậy đâu, đúng không Nguyễn? Dạ, đúng rồi. Và đây là phòng tắm chính. Wow, phòng tắm chính thì có double vanity luôn ha. Có luôn sink hai bên cho nam và nữ, và có shower stand và có tub luôn ha, mọi người ơi. À, mà cái tub này thì có luôn jacuzzi, là những cái ống phun ra, còn quý vị có thể ngồi ở đây thư giãn cũng được. Rất là hay. Ok, tiếp tục đi ra ngoài. Ba cái gương nè. Wow, cái gương này thì khỏi phải nói rồi. Lên luôn tới trên nóc luôn, chứ không phải cái gương nhỏ nhỏ nữa, mà cái gương này lên all the way chứ tới cái ceiling luôn á chứ. Anh coi cái đá nè. Cái này là granite. Yeah. Cái này là upgrade granite, rất là đẹp nha. Closet bự không? Thôi, những này nhà của người ta cho nên mình cũng không có tiện vô trong closet ha. Ok, bây giờ mình tiếp tục mình ra ngoài. Ok, thì tiếp tục ra ngoài thì mọi người cũng thấy là chơi đứng đây là cái gian phòng family room, là phòng gia đình. Nó có hai cái gian phòng family room, cái này là formal living room và cái bên kia mới là cái gian phòng gia đình. Thì căn nhà này rộng bao nhiêu square feet? Chắc cỡ 5.000 square feet quá. Chơi thấy không? À, mà ở đây cũng hay một cái là nó có một cái tủ tủ rượu nữa nè mọi người. Mọi người có thể để rượu trong đây. Nhà này quá bự mọi người ơi. Bây giờ chơi vô đây thì đây là không gian của nhà bếp. Không gian nhà bếp. Nhìn quá sang. Và mọi người cũng thấy là nhà này nó có hai hướng đi lên lầu nha. Hồi nãy bước vô cửa có một cái cầu thang. Và đây là cũng có một cái cầu thang đi lên lầu. Thì đây là không gian phía trên. Đó. Hay ra ngoài đi anh. Rồi. Bây giờ mình mời mọi người cùng đi ra ngoài patio và ngắm phong cảnh nha. Căn nhà này quá đẹp luôn. Wow, quý vị thấy không? Vừa bước ra ngoài thì quý vị đã thấy được một cái patio cover rất là rộng. Và có luôn outdoor kitchen nè mọi người. Coi như là mọi người có thể nấu nướng ngoài này, party, nhậu nhẹt, uống cà phê mỗi buổi sáng. Mà có được cái view như vậy thì còn gì bằng, đúng không mọi người? Cái view này quá đẹp. Thì cái view này mọi người cũng có thấy là phía sau lưng của mình là có hồ và có được một cái gate để mình có thể mình đi ra, mình có thể mình chèo cá giác cũng được, đúng không Nguyễn? Yeah. Đó, thì cái lot này là coi như là oversize lot rồi. Anh nghĩ cái lot này phải là 90 quá. Yeah, lot 90 á. Thì tất cả nhà xung quanh đây đều có hồ và giá nhà xung quanh đây là tầm là 1 triệu đổ lên không nha mọi người nha. Thì đây là chơi đứng từ ở ngoài, chơi quay vô cho mọi người xem cái balcony. Tức là trên đầu mình cũng có một cái balcony, cũng có một cái patio có thể đi ra ngoài. Nó gọi là ban công nữa. Mọi người có thể ngồi ở đó uống cà phê, ngắm cảnh cũng đẹp, rất là đẹp. Ok mọi người, thì hôm nay chơi đã quay cho mọi người xem một căn nhà giá 1.18 triệu tại thành phố Katy, Texas thuộc khu nhà Avalon. Thì chơi hy vọng mọi người thích cái kênh của chơi ngày hôm nay. Thì mọi người cũng biết là hôm nay mình có hẹn với lại Nguyễn Lê Realtor để quay căn nhà này. Thì các anh chị cô chú nào mà có muốn thắc mắc về nhà cửa mà muốn trực tiếp với lại Realtor ở Houston thì nhớ đừng quên đi vô cái kênh của Nguyễn Lê Realtor để tham khảo với Nguyễn nha mọi người nha.
thì Jay tạm dừng cái video tại đây và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau. Bye, xin chào.